Chắc không? Dạ chắc là vậy. Vậy sau lúc mà bạn lên bạn đăng ký chương trình này, bạn ghi nghề chính của bạn là tổ chức tour du lịch, bạn đâu có nói gì tới cái vụ bán trái cây, nay lên đây tự nhiên lòi ra bán trái cây là tại vì cái đó thì lâu lâu thì mấy bạn có đăng ký tour du lịch đội chị, giống như là tour đi bụi thôi chị, chứ không phải là giống như du lịch làm ở công ty. Vậy sao cái hồi đăng ký trong chương trình là họ không ghi là nghề chính bán trái cây mà ghi nghề chính là tour du lịch, tính khè người ta hả? Dạ nó khó. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Rất dễ thương. Hả mang suốt. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi, em chào đi. Anh Quyền Linh. Dạ em là Trịnh Thùy Trinh. Em sinh năm 85, năm nay em 30 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của công ty Microsoft, bộ phận điện thoại di động. Rồi. Và bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em là tên là Tuấn vậy. Gì Tuấn mà? Dạ anh Tuấn vậy. Anh Tuấn làm nghề gì? Là mình bán đậu đồ anh, đậu nành rồi đậu đen rồi cà chua đồ cà phê đồ anh. Tức là trên cái xe á hả bạn? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À tức là có xe vừa lái xe vừa bán luôn. Dạ đúng rồi. Có ai phụ không? Dạ không. À. Trinh giới thiệu về mình một chút xíu đi. Tính cách của em thì rất là đang xen, vừa hiện đại và vừa cổ điển. Ưu điểm của em là có thể nấu ăn. Đối với một số bạn bè nam á, mà khi mà nhận xét về mình á, đó là em biết quá nhiều mà, nên biết quá nhiều quá trai nó sợ. Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có hai, từ thời sinh viên lâu rồi. Từ hồi sinh viên là hồi mới 20 á, mà bây giờ 30 rồi, 10 năm không có bồ. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận nhưng mà không có người phù hợp. Thật sự là muốn lấy chồng chưa? Muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm rồi. Bên kia bạn kia trải qua hai mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ em thì không có nhớ lắm. Không nhớ tức là nhiều lắm hả? Nhiều quá hả bạn? Có một cái gì cảm xúc mà bất chợt nó chạy đến thì em sẽ nhớ. Chẳng hạn như em nghe một cái bài hát gì đó. Bạn nói thể nó cụ thể, thí dụ như vậy nè. Hồi xưa giờ bạn đó hôn bao nhiêu cô gái rồi? Hôn má thì chắc được hai người. Hôn môi mấy người? Có một người à, là con trai vậy đi bán rau củ quả gì bạn có ngại không? Nghề nghiệp mình kiếm sống mà, có gì đâu mà ngại. Bạn làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì cũng làm cách đây cũng được mấy năm rồi chị. Mấy năm rồi. Ngoài ra có làm gì thêm nữa không hay là chỉ đi bán mua đi bán vậy thôi? Dạ thì em cũng có dự định, mình cũng sẵn có đất sẵn anh. Rồi mình cũng làm, mình kiếm tiền để mình xây, mình cho thuê phòng trọ đó. À thuê phòng trọ. Dạ. À có nghĩa là có đất sẵn rồi phải không? Dạ dạ dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em là người Sài Gòn, ở Bình Thạnh. Bây giờ ở nhà là ở với mấy người? Dạ chỉ có em với lại mẹ. Hai mẹ con bây giờ nhà cũng rất cần người phụ nữ. Bạn muốn tìm một người như thế nào? Xinh đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Hiền với lại đảm đang là được. Em không thích phụ nữ nóng tính. Tại vì mình nóng tính cái nó dễ phá hủy mọi thứ lắm. Em có nóng tính không? Dạ không. Em thì thích mẫu người cao và to, nhưng mà không cần đẹp trai. Em sợ trai đẹp lắm. Sao vậy? Chị thích trai đẹp lắm. Tại vì mấy mối tình trước em đẹp lắm mà không thành nên rút kinh nghiệm. Chỉ bình thường cả anh Quyền Linh là được rồi. Hèn chi ở mình. Chị đây mà chị còn không dám đu theo anh Quyền Linh nữa. Mà em ra anh Quyền Linh mà em cỡ anh Quyền Linh mà em mới bình thường thôi à. Mình có cái điểm nào không thích ở người đàn ông? Chào anh, thần tượng của em. Chào bạn. Em thích có râu giống anh Quyền Linh vậy đó. Thích có râu? Men à. Chưa chắc à. Em thích ốm quá, tại nhìn nhỏ con giống như em của em vậy đó. Nhưng mà ví dụ anh này anh đi bán thì nếu yêu nhau về có phụ đi bán cho anh được không? Sắp xếp sau vậy làm mình đi bán chung. Bán chung luôn ha, cũng được ha. Không nhỏ nhỏ con rồi cũng dễ thương lắm. Không, em thích bụng. Hả? Em thích to con. To con hả? To con để làm gì? Ôm. Ôm nhỏ cũng được, ôm được vậy? Ôm bự sướng hơn. Ôm bự sướng hơn à? Lạ quá. Ráng về nuôi dài thôi, em dài tháng là bự à. Tóm lại là cô cứ thích to vậy. Rồi, không dạ, to chị. Đâu đứng lên dòm tướng dòm nó. Thôi rồi, là làm sao? Dạ cái đó để em xong thôi, để em xử cho. Em xử được? Dạ được. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt nè, ngoài cái nghề buôn bán vòng vòng ngoài đường vậy đó là còn cái công việc gì khác nữa không? Trong hồ sơ đăng ký á, là em ghi là em có thể làm tổ chức tour du lịch. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sao nãy giờ tôi hỏi quá trời không khai? Dạ cái đó là nghề tay trái của em thôi. Sao cảm giác không có niềm tin vô cái người này nha? Dạ. Đây là mai mối nghiêm túc đàng hoàng nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc mà chị. Vậy sau lúc mà bạn lên bạn đăng ký chương trình này, bạn ghi nghề chính của bạn là tổ chức tour du lịch, bạn đâu có nói gì tới cái vụ bán trái cây, nay lên đây tự nhiên lòi ra bán trái cây là tại vì cái đó thì lâu lâu thì mấy bạn có đăng ký tour du lịch đội chị, giống như là tour đi bụi thôi chị,
chứ không phải là giống như du lịch làm ở công ty. Vậy sao cái hồi đăng ký trong chương trình là họ không ghi là nghề chính bán trái cây mà ghi nghề chính là tour du lịch? Tính khè người ta hả? Dạ đâu có. Đây nè, chị nói tại sao như vậy? Dạ. Tại vì em ghi trong cái hồ sơ em đăng ký á, là em nghề chính em là tổ chức tour du lịch. Cái cô bên này á, cổ ghi trong cái hồ sơ của cổ là cổ thích cái người tổ chức tour du lịch, cho nên chương trình mới mai mối hai người với nhau. Đùng cái lên đây em bán trái cây, cô này cổ đâu có thích bán trái cây. Coi như là mai mối trật rồi, đúng không? Dạ, mình dạ. Chính là cái nào thì mình phải ghi cái đó chứ. Dạ đúng rồi chị, mà nghề chính của em cái kia chị. Cái kia là cái nào? Dạ thì bán hàng á chị. Bán hàng mà nhờ trong hồ sơ em ghi là ghi cái gì? Dạ thì em ghi thôi thì đồng chí này không được rồi. Dạ. Không việc rồi phải không việc. Có gì đâu, mình mua bán bình thường mà, đúng không? Dạ, dạ. Thì bình thường sao bình thường không chịu ghi ai vô? Yêu, yêu thôi chứ, không yêu thôi chứ. Tại nhiều khi dạ. Trong hồ sơ có mấy cô nào thích mấy anh bán trái cây thì sao? Cô này cô thích người tổ chức tour du lịch, cô đâu thích anh bán trái cây đâu. Trong khi có một cái cô đang theo dõi chương trình này, cô chờ bữa giờ cô thích cái anh bán trái cây, cô không được lên đây cũng ngồi. À, em đi đến đây với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào hai MC với toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay. Chào em luôn. Đánh giá em này, của em á, thế anh này là ok, năng động, cũng có một chút khiếu hài hước. Hy vọng là chị Trinh sẽ kiếm được một người bạn trai để có chồng luôn. Còn cái vụ mà nãy giờ mà tranh luận cái vụ mà nghề nghiệp, cái đó em không quan trọng chị, công việc nào cũng vậy. Rồi còn bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn. Rồi chị có hỏi về vấn đề cái nghề nghiệp á, thì em nghĩ cái đó chỉ là vấn đề giấy tờ. Nhưng mà anh dám đối diện, mình phải suy nghĩ lại trước cả một đài truyền hình, khán giả mà anh vẫn đối diện với sự thật. Anh vẫn nói, anh đâu hề giấu giếm. Đồng ý, nhưng mà vấn đề là khi mà ở đây mình tìm người mai mối á, thì nhiều khi mình tìm trật cái sở thích, cái quan điểm đi, thì nó mất hay, đúng không? Nhưng mà anh có tổ chức nhưng du lịch mà. Anh vẫn có tổ chức du lịch. Chị, nhưng mà em thấy chị bên này như thế nào? Em cảm nhận chị bên này thì sâu sắc. Anh Tuấn là một người suy nghĩ mọi chuyện, suy xét mọi chuyện, anh mới quyết định hành động. Thì em nghĩ là có thể là phù hợp. Trời, cho bạn một cơ hội cuối cùng 2 phút để thuyết phục đổi nghề giữa du lịch sang bán trái cây. Kéo màn. Kéo màn. 2 phút bắt đầu. Ưu tiên cho phụ nữ. Dạ, chào anh. Anh ở Bình Thạnh, là công việc của anh là đi đẩy cái xe trái cây đó trong khu vực Bình Thạnh hay có qua khu vực khác không? Dạ có rồi. Dạ thường có, là... anh đừng có dạ, em ngại lắm. Ngoài cái đó ra thì anh thích kinh doanh, đi du lịch bụi, về nghệ thuật sáng tạo rồi. Rồi thích làm bếp. Có thể nấu ăn chứ? À, cái đó thì được. Dạ, anh nghĩ mình có phải là người gia trưởng không? Dù anh không thích gì, anh vẫn tôn trọng tự do của em, không áp đặt hay gì bất cứ điều gì hết. Cái nhìn đầu tiên về em như thế nào? Một cô gái duyên dáng, fashion. Người ta nói phụ nữ đẹp là nhờ bãi vóc, mặt đẹp nhờ make up. Nữa là rớt make up xuống còn 2 điểm liệt, chịu không? Ừ, đó. Mấy nước cũng trèo mà. Anh không có tin vào tình yêu à? À, cũng có. Nếu em tin vào sao em hỏi những câu đó? Không, tại vì người ta nói đàn ông thì yêu bằng mắt mà. Đúng, nhiều khi anh nhìn vào em, anh nói ồ đẹp quá, fashion quá. Nhưng mà lúc nào đó khi mà đến nhà đi, chưa kịp make up, chưa làm gì hết, thấy đẹp quá, phải nói anh trước nói chứ. Nói em là fashion, tức là em mặc đồ rất là đẹp. Cái đồng của em mặc á, trắng đen xuống dưới đó màu đỏ. Đừng xuống đỏ. Nữa, đừng xuống nữa. Em thích đi du lịch không? Dạ có. Em thích đi đâu? Thích đi du lịch bụi, dạng phượt. Khi mà kết hôn thì anh ở riêng hay là ở chung với bố mẹ? Anh muốn ở ngoài đảo. Em thích làm Robinson. Không, là mình ở ngoài đảo, tại vì đảo nó rất là thơ mộng, rất là đẹp lắm. Sau đó mình có thể mình xây nhà, mình ở. Ra đảo sao anh bán trái cây được? Thì anh bỏ trái cây, anh cùng em ra đảo sống. Giờ mình sống tình yêu mình rất là đẹp mà. Không, em không có lãng mạn như vậy. Bây giờ lấy nhau về ở với mẹ sao, chăm sóc mẹ gì? Thảo thẳng vấn đề đi. Nó lan man quá ngoài đảo không à? Các bạn có là ở đâu? Cũng ở chơi Bình Thạnh luôn á chị. Sao không xây nhà lên đất ở, cứ vợ đi ra đảo làm chi trời? Mình ở chỗ khác, chỗ đó thuê, mỗi tháng mình lấy tiền thôi chị. Lấy tiền ra đảo ở? Không, lấy tiền mình bỏ ngân hàng chị. Bỏ ngân hàng mình lấy lãi, mình ra đảo mình sống. Mỗi người sẽ có một câu nữa, gọi là thuyết phục người khác nhấn chuông. Em nghĩ sao vậy anh? Mời bạn Nam nói trước đi. Là một người chân thật, thẳng thắn. Anh nghĩ chúng mình nên bấm nút đi. Ra ngoài chúng mình sẽ có nhiều thời gian hòa hẹn hò. Hết thời gian. Nhờ bạn ấy phát nói tôi mới biết là ở trên mặt một cái đầm trên là đen trắng, rất là đẹp. Ở dưới là màu đỏ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút.
1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Em cần một cái người thực tế hơn. Anh này thì thật thà thì có, nhưng mà anh hơi dắt đi vòng vòng, em sợ đi lạc đường lắm. Mình sẽ là bạn với nhau thôi, mình cũng trao đổi những cái gì trong cuộc sống cho nó vui ha. Có thêm một người bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Quyền. Cảm ơn chị Cát Tường. Sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn em. Dạ. Như vậy là chúng ta còn một cặp vé. Ngày nay không ai nhận rồi. Thôi vậy hai anh em đi coi phim và bàn về chủ đề bạn muốn hẹn hò. Chúng ta sẽ bàn vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.